63 Giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 91 Kinh Sammayu Ramutta từ câu 948 đến 951 sẽ được Ngài Tế Siêu thuyết giảng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điển vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, đành thai chúng con thành kính, đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, đã từ bi hoan hỷ, đọc kinh lễ bái Tam Bảo, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay, con thành kính đảnh lễ Ngài Tỷ Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 91, Kinh Sammayu. Sammayu Sutta từ câu 948 đến 951 sẽ được Ngài Tế Siêu thuyết giảng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, và con kính dâng mít đến sư. Nam Mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh mà nội dung có nhiều cái ý nghĩa tương đối rất là đặc biệt. Một vị bà muốn danh tiếng, muốn biết về Đức Phật, đã sai người học trò của mình đến quan sát Đức Phật và những gì mà người học trò này ghi nhận và thuật lại cho chúng ta biết một hình ảnh mà chúng ta nói rằng Đức Thế Tôn có 32 hảo tướng và 80 cái quyết khách. Cho chúng ta thấy một hình ảnh của Đức Phật trên phương diện ngoại hình, cung cách cử chỉ, phong thái, đó là một cái mô tả rất là ly chi. Những mô tả này có một giá trị lớn đến gần hơn 200 năm sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Lúc bây giờ có một cuộc sông lăng của Đại đế Alexander
một vị vua từ vịnh Hy Lạp xâm lăng sang Ấn Độ. Và nhà vua đã đi mang theo một số những nghệ nhân rất là tài hoa. Họ đã dựa trên những cái mô tả này để tạc nên pho tượng Phật. Và đặc biệt ở trên đó có một pho tượng Phật mà chúng ta thường thấy rằng người mặc y. Mặc dù đã mặc y rồi nhưng mà không tạc cái tượng ở bên ngoài, mà họ tạc giống như chúng ta thấy rất rõ thân tướng ở bên trong của Ngài. Nó cũng liên quan đến ý nghĩa của bài kinh này. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta cũng tìm thấy một hình ảnh của một người hiểu biết đến với giáo pháp rất nhanh, rất nhanh chóng. Đạo Phật là đạo của người có trí. Những người có hiểu biết thường đến với Đức Phật một cách rất là mau chóng. Mời quý vị lắng nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Thừa Siêu dẫn giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đặng đã từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Gia. Dạ, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Hoàng Nguyệt và Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc chánh kinh. Bài 91. Kinh Rammayu. Rammayu Sutta. Rammayu là tên một bà la môn trưởng lão rất nổi tiếng ở Mathila, là một người có thực tài, thực học và độ. Vì nghe tiếng đồn tốt lành về Đức Phật, đã sai một đệ tử tên Uttara đến quan sát tướng cao quý của Đức Phật. Những gì Uttara đã thấy và thuật lại cho chúng ta một mô tả chi tiết về tướng hảo, phong cách, uy nghi tế hạnh của một bậc điều ngự trượng phu. Đoạn sau ghi lại câu chuyện bà La Môn Rammayu đã tự thân đến diện kiến Đức Phật, bày tỏ sự cung kính rất mực và được nghe pháp. Kết cục của câu chuyện là hình ảnh rất đẹp của một con người được chuyển hóa bằng chánh pháp cao cả. Mong ước của một phạm chí danh tiếng. Bà La Môn Rammayu là người tinh thông Tam Phệ Đà, niên cao lạp trưởng, thuộc giới thượng lưu danh giá ở Mithila. Nghe tiếng Đức Phật với sự khao khát muốn biết về Phật nên sai một đệ tử kiệt xuất là Uttara đi tìm hiểu. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn du hành ở Videha cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ bà La Môn Rammayu trú tại Mithila Ditatla già yếu, niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến 120. Một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Veda, với tự xưng, với từ vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Bà La Môn Rammayu có nghe Sa Môn Gotama là Thích Tự xuất gia từ dòng họ Sát Giá Thích Ca đang du hành ở Videha cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đặc giác, minh hạnh túc, thiệt thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.
Với thân trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp thay, chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Lúc bấy giờ, đệ tử của Bà La Môn Sammayu là thanh niên Uttara, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thực tinh thông ba tạch Veda. Với từ vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện. Thâm hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế, luận và đại nhân tướng. Rồi Bà La Môn Sammayu bảo thanh niên Uttara: Này Uttara thân mến, Sa Môn Gotama này là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Satya Thích Ca, đang du hành ở Videha cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Tốt đẹp thay, được ý kiến một vị A-la-hán như vậy, Uttara thân mến, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Sau khi đến, hãy tìm hiểu Sa Môn Gotama. Có phải là tôn giả Gotama như tiếng đã đồn, hay là không phải? Hai, tôn giả Gotama như thế này, hai là không phải như thế này, mà chúng ta sẽ biết về tôn giả Gotama. Thưa tôn giả, làm sao tôi biết tôn giả Gotama có phải là tôn giả Gotama như tiếng đã đồn, hay là không phải, hay là tôn giả Gotama như thế này, hay là không phải như thế này? Này Uttara thân mến, theo thánh điển của chúng ta được truyền lại về 32 đại nhân tướng. Những ai có 32 đại nhân tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường. Không có con đường nào khác, nếu là tại gia, thì sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 món báo, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo này là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo và thứ 7 là tướng quân báo. Và vị nào có hơn 1.000 con trai là những vị anh hùng oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Uttara thân mến, ta đã cho con chú thuật, con đã nhận những chú thuật ấy. Thưa vâng, tôn giả. Những gì được thấy từ tôn nhan của Đức Phật. Những gì thanh niên Uttara thấy được từ Đức Phật cho chúng ta những mô tả chi tiết và sau này làm chuẩn mực cho hội họa. Điêu khắc về Đức Phật. Thanh niên Uttara vân đáp Bà La Môn Sammayu. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà La Môn Sammayu. Giữ thân hướng về hữu, rồi đi ra, đi du hành đến Thế Tôn ở Videha. Tuần tự du hành đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào hỏi, hỏi thăm với Thế Tôn.
Sau khi nói đến những lời chào đón, hỏi thăm thân hữu, Điền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên. Thanh niên Uttara tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Thanh niên Uttara thấy trên thân Thế Tôn phần lớn 32 đại nhân tướng trừ hai tướng. Đối với đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã, âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn nghĩ rằng thanh niên Uttara này thấy ở nơi ta phần lớn 32 đại nhân tướng trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Uttara thấy được tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến liếm đến hai lỗ tai, rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ, Sa môn Gotama có đầy đủ 32 đại nhân tướng, vậy ta hãy theo sát Sa môn Gotama để dò xem các uy nghi của ngài. Rồi thanh niên Uttara trong 7 tháng theo sát Thế Tôn như bóng, không bao giờ rời hình. Rồi thanh niên Uttara sau 7 tháng khởi hành đi đến Mithat ở Vedeha. Ở Vedeha tuần tự du hành đi đến Mithila, rồi đi đến Bà La Môn Sammayu. Sau khi đến, đảnh lễ Bà La Môn Sammayu, rồi ngồi xuống một bên Bà La Môn Sammayu, nói với thanh niên Uttara đang ngồi một bên. Này Uttara thân mến, có phải tín đồn về tôn giả Gotama là đúng như vậy? Không phải khác. Có phải tôn giả Gotama là như vậy? Không phải khác. Tín đồn về tôn giả Gotama là đúng như vậy? Không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy? Không phải khác. Và tôn giả Gotama ấy có đầy đủ 32 đại nhân tướng. Tôn giả Gotama có lòng bàn chân bằng phẳng. Đây là đại nhân tướng của đại nhân tôn giả Gotama. Dưới hai bàn chân tôn giả Gotama có hiện ra hình bánh xe. Với ngàn tâm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ, tôn giả Gotama có gót chân thon dài. Tôn giả Gotama có ngón tay, ngón chân thon dài. Tôn giả Gotama có tay chân mềm mại. Tôn giả Gotama tay chân có màng da lưới. Tôn giả Gotama có mắt cá tròn như con sò. Tôn giả Gotama có ống chân to như con vê rừng. Tôn giả Gotama đứng thẳng, không cong lưng xuống, có thể rờ đầu gối với hai bàn tay. Tôn giả Gotama có tướng mã âm tàn. Tôn giả Gotama có màu da như đồng, màu sắc như vàng. Tôn giả Gotama có nước khiến bụi không thể bám dính vào. Tôn giả Gotama có lông da mọc từng lỗ lông một. Mỗi lỗ chân lông có một lông. Tôn giả Gotama có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy. Màu xanh đậm như thuốc bôi mắt. Xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Tôn giả Gotama có thân hình cao thẳng. Tôn giả Gotama có 7 chỗ tròn đầy. Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân con sư tử. Tôn giả Gotama
không có lộn khuyết xuống giữa hai vai. Tôn giả Gotama có thân thể cân đối như cây bàn. Bề cao thân ngang bằng bề dài hai tay sải rộng. Bề dài hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Tôn giả Gotama có bán thân trên vuông tròn. Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén. Tôn giả Gotama có quai hàm như con sư tử. Tôn giả Gotama có 40 răng. Tôn giả Gotama có răng đều đặn. Tôn giả Gotama có răng không khuyết hở. Tôn giả Gotama có răng cửa trơn ngắn. Tôn giả Gotama có tướng lưỡi rộng dài. Tôn giả Gotama có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già cá rá quý cá. Tôn giả Gotama có hai mắt màu xanh đậm. Tôn giả Gotama có lông mi con bò cái. Tôn giả Gotama giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. Tôn giả Gotama có nhục kế trên đầu. Đây là đại nhân tướng của đại nhân Tôn giả Gotama. Khi Tôn giả Gotama đi, ngài bước chân mặt trước, không đặt chân xuống quá xa, không rút chân lên quá gần, không bước quá mau, không bước quá chậm. Khi đi, đầu gối không va chạm đầu gối. Khi đi, mắt cá không va chạm mắt cá. Ngài đi không có bắp vế lên, không duỗi bắp vế xuống, không đưa bắp vế vào trong, không đưa bắp vế ra ngoài. Khi đi, Tôn giả Gotama chỉ di động phần thân ở dưới và không dùng toàn thân lực. Khi ngó quanh, Tôn giả Gotama ngó quanh với toàn thân. Khi đi, không có ngưỡng mặt lên, không cúi xuống, không ngó quanh và chỉ ngó xuống khoảng một tầm. Yugamattang, bề dài một cái cài. Xa hơn, tri kiến được mở rộng. Anawattang, không bị che đậy. Khi đi vào nhà, Tôn giả Gotama không ngửa thân về phía sau, không cúi thân về phía trước, không đưa thân về phía trong, không đưa thân về phía ngoài. Vị ấy quay lưng không quá xa ghế ngồi, không quá gần ghế ngồi, ngồi trên ghế, không nắm chặt thành ghế, không gieo thân ngồi xuống ghế. Khi ngồi trong nhà, ngài không rung tay, không rung chân, không ngồi tréo đầu gối với nhau, tréo mắt cá với nhau, không ngồi tay chống càn. Khi ngồi trong nhà, không có sợ hãi, không có run rẩy, không có giọng, không có hoảng hốt. Như vậy, Tôn giả Gotama ngồi không sợ hãi, không run sợ, không dao động, không hoảng hốt, lông tóc không dựng ngược, thiền tịnh đặc cư. Khi nhận nước để rửa tay, không chúc bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không soi bình bát vào phía trong, không soi bình bát ra phía ngoài. Nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa tay không sanh tiếng động. Rửa bát không soi tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay. Khi hai bàn tay rửa xong, bát cũng rửa xong. Khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần và không vấy nước cùng khắp. Khi ngài nhận cơm, không chúc bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không soi bình bát vào phía trong, không soi bình bát ra phía ngoài. Nhận cơm không quá ít, không quá nhiều. Ngài ăn đồ ăn vừa phải với cơm, không có bỏ miếng cơm, chỉ lựa miếng thức ăn. Tôn giả Gotama đưa miếng cơm quanh miệng
hai ba lần rồi mới nuốt. Không hột cơm nào được vào trong thân không bị nghiền nát. Và không một hộp cơm nào còn lại trong miệng trước khi ăn miếng cơm khác. Tôn giả Gotama thưởng thức vị ăn khi ăn đồ ăn, không thưởng thức lòng tham vị. Tôn giả Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ tám đức tánh, không phải để vui đùa, không phải để ham mê, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta trừ cả cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không lỗi lầm, sống được an ổn. Ngài ăn xong lấy nước rửa tay, không chút bình bát lên, không chút bình bát xuống, không soi bình bát vào phía trong, không soi bình bát ra phía ngoài, nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát không sanh tiếng động, rửa bát không soi tròn bình bát, không có đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay. Khi hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa xong. Khi bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, không quẩy nước cùng khắp. Khi ăn xong, Ngài đặt bình bát xuống, không quá xa, không quá gần, không phải không nghĩ đến bình bát, cũng không quá lo cho bình bát. Khi Ngài ngồi im lặng một lát, nhưng không để quá, thì giờ nói lời tùy hỷ, công đức. Ngài nói lời tùy hỷ, công đức, không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn khác. Trái lại, Ngài với pháp thoại hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Ngài đi không quá mau, không phải như xa hội chúng ấy. Tôn giả Gotama đắp y không kéo lên quá cao trên thân, không kéo xuống quá thấp, không dính sát vào thân, không có rơi ra khỏi thân. Gió thổi không thoát y khỏi thân tôn giả Gotama, bụi nhớp không dính trên thân Gotama. Đi đến tu viện, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, liền rửa chân và tôn giả Gotama sống chú tâm vào công việc làm đẹp chân. Ngài ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến tự tà, tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Tôn giả Gotama ngồi, tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế giới. Đi đến tu viện, Ngài thuyết pháp cho hội chúng, không tán dương hội chúng ấy, không chỉ trích hội chúng ấy. Trái lại, với pháp hội khai thị hội chúng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tiếng nói thoát ra từ miệng tôn giả Gotama có tám đức tánh. Lưu lót, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Khi tôn giả Gotama giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không rượt, vượt ra khỏi hội chúng. Hội chúng sau khi được tôn giả Gotama khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi và ra đi, vẫn quay nhìn lại, không muốn rời bỏ. Chúng con thấy tôn giả Gotama đi, thấy tôn giả đứng, chúng con thấy tôn giả ngồi im lặng trong nhà, chúng con thấy
Tôn giả ăn trong nhà, chúng con thấy. Tôn giả sau khi ăn xong, ngồi im lặng, chúng con thấy. Tôn giả sau khi ăn xong, nói lời tùy hỷ, công đức, chúng con thấy. Tôn giả đi trở về tu viện, chúng con thấy. Tôn giả đi đến tu viện, ngồi im lặng, chúng con thấy. Tôn giả đi đến tu viện, thuyết pháp cho hội chúng. Như vậy, và như vậy là tôn giả Gotama ấy, và lại còn nhiều hơn như vậy nữa. 950. Dạ, chưa. Con xin. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Sammayú từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thường y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và ba lần nói lời cảm hứng sau đây. Đảnh lễ bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thế Tôn bậc A La Hán đẳng giác, có thể tại chỗ nào, thời gian nào chúng tôi sẽ đi đến gặp tôn giả Gotama ấy, có lẽ có một cuộc nói chuyện. 950. Mắt thấy tai nghe, cõi lòng rộng mở, cơ duyên đầy đủ phạm chí Sammayú tự thân diện kiến và hỏi pháp từ Đức Phật. Rồi Thế Tôn từng tự du hành ở Videha và đi đến Mithila. Ở đấy Thế Tôn trú tại rừng sòi Mathak Đề Quá ở Mithila. Các bà lã môn gia chủ ở Mithila nghe nói Sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca đang du hành ở Deha, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đã đến Mithila và hiện trú ở rừng sòi Mathak Đề Quá tại Mithila. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Sắc Giá Thích Ca đang du hành ở Videha cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là tôn giả bậc A La, đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng trí ngài tự thân chứng ngộ thế này cùng với thiên giới phạm thiên giới cùng với chúng sa môn bà la môn các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, ngài còn tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài tuyên dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán. Rồi Mithila đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến một số để Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Một số chắp tay hướng vái Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Một số xưng danh họ, rồi ngồi xuống một bên. Một số im lặng, rồi ngồi xuống một bên. Bà Lã Môn râm má dục. Nghe như sao? Sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca đã đến Mithila và trú ở Mithila tại rừng sòi Mathak Đề Quá. Rồi bà Lã Môn Sammayú đi đến rừng sòi Mathak Đề Quá cùng với một số đông thanh niên bà Lã Môn. Khi đi đến xa rừng sòi bao nhiêu, bà Lã Môn Sammayú khởi lên ý nghĩ thật không thích đáng cho ta đến ý kiến Sa môn Gotama mà không báo trước. Rồi bà Sa môn, bà Lã môn Sammayú
bảo một người thanh niên: này thanh niên, hãy đi đến Sa môn Gotama. Sau khi đến, hãy nhân danh ta hỏi tâm Sa môn Gotama có ít bệnh, ít não, khinh nan, có mạnh khỏe, lạc trú. Thưa tôn giả Gotama, Bà Lạ Môn Ramayu, hỏi thăm tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh nan, có mạnh khỏe, lạc trú và thưa như sau. Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Ramayu già yếu, niên cao, lạc lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãi tuổi, đã đến 120 tuổi, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thực, tinh thông ba tập Veda, với từ vựng lễ nghi ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyền, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Thưa tôn giả, đối với các Bà La Môn gia chủ sống tại Mithila, Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện tài sản. Bà La Môn Ramayu được xem tối thượng về phương tiện, xem là tối thượng về phương diện chú thực. Manh tá, Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. Vị ấy muốn ý kiến tôn giả Tama. Thưa vâng, tôn giả. Thanh niên ấy vâng đáp Bà La Môn Ramayu, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên, thanh niên ấy bạch Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Ramayu hỏi thăm Thế Tôn, hỏi thăm tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh nan, có mạnh khỏe, lạc trú. Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Ramayu già yếu, vân vân, và đại nhân tướng. Thưa tôn giả, đối với các Bà La Môn gia chủ sống ở Mithila, Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện tài sản. Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện chú thuật, manh tác. Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. Vị ấy muốn ý kiến tôn giả Gotama. Thanh niên, nay Bà La Môn Ramayu hãy làm những gì vị ấy nghĩ là hợp thời. Rồi vị thanh niên ấy đi đến Bà La Môn Ramayu. Sau khi đến, liền thưa với Bà La Môn Ramayu: tôn giả đã được Sa Môn Gô nhận. Nay tôn giả hãy làm những gì tôn giả nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Ramayu, Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Rồi hội chúng ấy, Bà La Môn Ramayu từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền tránh chỗ hai bên, vì vị này được nhiều người biết đến và có danh vọng. Bà La Môn Ramayu nói với hội chúng ấy: thôi vừa rồi các tôn giả hãy ngồi trên chỗ ngồi cùng ở đây, tôi sẽ ngồi gần Sa Môn Gotama. Rồi Bà La Môn Ramayu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ramayu tìm 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà La Môn Ramayu thấy phần lớn 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng đối với hai đại nhân tướng ấy: nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài.
Rồi Bà La Môn Ramayana Thế Tôn những bài kệ sau đây. Tôn giả Gotama, 32 đại nhân tướng con được nghe nói đến, hai tướng con không thấy trên thân của tôn giả Mã Âm Tàng, bậc tối thượng loài người, ngài có hay không có, hai là tướng nữ nhân. Hai lưỡi ngài quá ngắn, hai lưỡi ngài rộng dài, để con như thật biết. Hãy đưa lưỡi ngài ra, mong bậc đại thiên nhân trừ nghi cho chúng con. Vì an lạc hiện tại, vì hạnh phúc tương lai, chúng con xin được phép hỏi điều muốn được biết. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, Bà La Môn Ramayu này, thấy trên thân ta phần lớn 32 đại nhân tướng, trừ hai tướng đối với đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là Mã Âm tướng, Mã Âm, Mã tướng Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Ramayu thấy được tướng Mã Âm Tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến liếm đến hai lỗ tai, rờ đến liếm đến hai lỗ mũi và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. Rồi Thế Tôn trả lời Bà La Môn Ramayu với bài kệ: 32 đại nhân tướng ông đã được nghe đến đều có trên thân ta, hiền giả chớ có nghi. Điều cần biết đã biết, điều cần tu đã tu, điều cần trừ đã trừ. Do vậy ta là Phật, này Bà La Môn, vì an lạc hiện tại, vì hạnh phúc tương lai, ông được phép vấn hỏi những điều ông muốn biết. Rồi Bà La Môn Ramayu suy nghĩ như sau: Nay Sa Môn Gotama đã cho phép ta, vậy ta nên hỏi Sa Môn Gotama về mục đích hiện tại hay tương lai. Rồi Bà La Môn Ramayu suy nghĩ: Ta đã thiện xảo về mục đích hiện tại, và các người khác hỏi ta về mục đích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Sa Môn Gotama về mục đích tương lai. Rồi Bà La Môn Ramayu dùng bài kệ thưa Thế Tôn: Thế nào là Bà La Môn? Thế nào Thông Vệ Đà? Thế nào là Ba Minh? Thế nào gọi Cát Tường? Thế nào là Ứng Cúng? Thế nào là Bậc Viên Mãn? Thế nào là Bậc Mâu Ni? Thế nào gọi Phật Đà? Rồi Thế Tôn dùng bài kệ trả lời Bà La Môn Ramayu: Ai biết được đời trước thấy thiện thú ác thú, đoạn tận được tái sanh, thắng trí được viên thành, vị ấy gọi Mâu Ni. Ai biết tâm thanh tịnh giải thoát gọi dục, giải thoát gọi tham dục, sanh tử đều đoạn tận, phạm hạnh được viên thành, thông đạt nhất thiết giác, thông đạt nhất thiết pháp, vị ấy xưng Phật Đà. Khi được nghe như vậy, Bà La Môn Ramayu từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu xuống dưới chân Thế Tôn, dùng miệng hôn xung quanh chân Thế Tôn, lấy tay rờ xung quanh và tự xưng danh: Thưa Tôn giả Gotama, con Bà La Môn Ramayu và hội chúng ấy, tâm tư trở thành kinh dị, vi diệu, thật vi diệu thai, thật vi hữu thai. Này đại uy lực, đại thần lực của Bà La Môn đã khiến cho Bà La Môn Ramayu này với danh tiếng, danh vọng như vậy lại hạ mình tối đa như vậy. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Ramayu: Thôi vừa rồi Bà La Môn, hãy đứng dậy. Ông hãy ngồi trên ghế của ông, vì tâm của ông đã hoan hỷ đối với ta.
Rồi bà La Môn Sammayu sau khi đứng dậy liền ngồi trên ghế của mình. Rồi Thế Tôn Thứ Lốt thuyết pháp cho bà La Môn Rammayu, thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích ly. Khi Thế Tôn biết tâm của bà La Môn Rammayu đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo, cũng như tấm bãi thuần bạch. Như được gọi rửa các vết đen sẽ rất dễ dàng thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn sa trần ly cấu khởi lên tâm bà La Môn Rammayu. Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt. Bà La Môn thấy pháp, chứng pháp, ngồi nhập nghi ngờ tiêu do dự diệt, chứng được tính, chính được tự tin, không y cứ nơi người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Bà La Môn Rammayu liền bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, thật vi diệu thai Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai đó có mắt có thể thấy sắc. Được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích: Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Con xin trọn đời quy ngưỡng, mong Tôn giả Gotama ngày mai nhận lời mời của con đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Chín trăm năm mươi mốt, con đường đi đến tịnh cư thiên. Không phải chỉ có một, không phải chỉ có ngưỡng kính Đức Phật mà bà La Môn Rammayu còn lãnh hội pháp và có những thành tựu quan trọng trên con đường giác ngộ giải thoát. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi bà La Môn Rammayu khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về phía ngài rồi ra đi. Bà La Môn Rammayu đi đến sau khi đêm mấy đã mãn, sau khi đã sửa soạn tại trú xá của mình các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, liền báo thì giờ cho Thế Tôn. Gotama, nay đã giờ, cơm đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, lấy y bát đi đến trú xá của bà La Môn Rammayu. Sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn với chúng tỳ kheo. Bà La Môn Rammayu tự tay làm cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn bằng những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi Tôn giả sau 7 ngày liền khởi sự du hành đến Videhā. Sau khi ra đi không bao lâu, bà La Môn Rammayu mệnh chung một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bà La Môn Rammayu đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy là gì? Tương lai sanh thế nào? Này các tỳ kheo, bà La Môn Rammayu là bậc hiền triết, vị ấy theo pháp đúng với chánh pháp, không có phiền nhiễu ta với những kiện cáo về chánh pháp. Thammathikkaranang, này các tỳ kheo, bà La Môn Rammayu sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tiểu ấy nhập niết bàn,
không có trở lui đời này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi thuyết giảng ngày hôm nay. Dạ, con cũng thành tâm sám hối với Tam Bảo. Do mắt con nhìn màn hình lâu nó bị chó nên có vài chỗ con đọc sai, con thành tâm với Tam Bảo và quý ngài cũng như đạo tràng. Dạ, con kính nhân đến ngài Tỳ Siêu ạ. Mà chúng tôi đọc qua phía cổng đức ở trong room chưa nghe được về chương trình. Nãy giờ chúng tôi Dư đã bắt đầu giảng. Dư xin lỗi quý vị, chúng tôi quên cầm mic, chỉ đưa tay. Sân kỳ. Lúc rời cái ảnh hưởng corona nó cứ đưa tay quên cầm mic. Phật kính lễ vô pháp kính tăng, kính chào tất cả, thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về kinh nói về vị Bà La Môn trưởng lão Brahmayu. Vị này đã 120 tuổi rồi, nhưng vị này có nhân duyên đối với Phật pháp, cho nên sau khi biết được qua kinh Phệ Đà của Bà La Môn nói về nhân tướng, người mà có đủ 32 nhân tướng Maha Purisalakhana thì người đó nếu ở tại gia cư sĩ thì sẽ là một vị chuyển luân thánh vương. Nếu là thì đại nhân tướng như vậy mà xuất gia thì sẽ trở thành một vị chánh đẳng giác, một vị Phật. Khi Bà La Môn Brahma nghe thiên hạ đồn đại về Đức Phật là người có đầy đủ 32 đại nhân tướng thì ông ta phái một đệ tử của mình Uttara đi đến để tìm hiểu xem hư thực thế nào. Thì thanh niên Bà La Môn này đã đi đến và theo sát Đức Phật, sát về 32 đại nhân tướng trong suốt 7 tháng. Thì về báo lại
của mình là Bà La Môn trưởng lão Brahmayu biết cái lời đồn đãi đó là thật. Samon Gautama có đủ 32 đại nhân tướng, Dvatinsa Mahapule, Purisa Lakhana và 80 tướng phụ, tức là 80 hảo tướng. Asituja Lupyajana, khi nghe như vậy thì vị Bà La Môn trưởng lão này liền tự thân đi đến Đức Phật, bởi vì muốn quan sát đại nhân tướng của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn đã hiện thông để cho Bà La Môn đó mục kích hai cái tướng quý, tướng kính. Và trong chú giải nói rằng là một khi mà Đức Thế Tôn Ngài dùng thần thông như vậy, thì chỉ có người mà Đức Thế Tôn Ngài muốn cho thấy, thì chỉ có người đó thấy thôi. Còn những người khác trong cái hội chúng, họ không có chứng kiến được, không có thấy được. Bởi vậy ở kinh Milindabanha, Đức vua Milinda hỏi Đức Phật, ấy hỏi tôn giả Nagasena, sự kiện mà Đức Thế Tôn Ngài cho Bà La Môn Brahmayu cũng như Thanh Liên Uttara và một số người, một vài người khác, một vài nhân vật khác thấy cái tướng mạo tàn và tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật, vậy thì Đức Thế Tôn Ngài chẳng lẽ Ngài không có thu thúc? Thì tôn giả Nagasena đã nói rằng cái sự việc đó nó có hai trường hợp. Một là Đức Thế Tôn đâu có cởi y ra cho cả hội chúng họ xem đâu. Ngài chỉ dùng thần thông cho một nhân vật nào mà Ngài đáng cho, vì họ đang có cái sự nghi ngờ về tốt của Ngài. Như vậy thôi. Cái thứ hai nữa là vì Đức Thế Tôn Ngài muốn tiếp độ chúng sanh đó, cho nên khi Ngài làm như vậy không có nghĩa là Ngài có cái sự dễ vui. Quả thật như vậy thưa quý vị. Chính vì quan sát đủ 30 nhân tướng của Đức Phật nên Bà La Môn rất quan hỷ, và vị Bà La Môn này mặc dù 120 tuổi, lớn tuổi hơn Đức Phật rất nhiều, nhưng mà Bà La Môn Brahmayu đã biểu hiện cái lòng kính trọng của mình đối với Đức Phật bằng cách là đảnh vào hôn chân Đức Phật, rồi vuốt bàn chân của Đức Phật. Sau đó Bà La Môn Brahmayu đã hỏi Đức Phật
về pháp ở tương lai. Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lên một câu kệ để trả lời cái câu hỏi của Bà La Môn này. Ở đây thưa quý vị, phải nói rằng Bà La Môn có lần là người trí tuệ lớn, bởi vì trong bốn hạng người, trong đó có một hạng gọi là Okhitanyu, tức là lược khai trí giả, tức là hạng người có trí chỉ cần nghe Đức Phật Ngài thuyết bằng một bài kệ ngắn gọn đã chứng đắc được pháp nhãn rồi, chứ không cần phải giải thích dài. Còn cái hạng thứ hai gọi là Viparichita, tức là quả trí giả, là khi Đức Thế Tôn Ngài giảng rộng rãi một cái đề pháp, nghe xong chứng được đạo quả. Còn hạng nữa gọi là nay giác, tức là cái sơ dẫn giả, tức là hạng này phải có cái sự dẫn dắt tu tập tuần tự sau khi xuất gia, hành trì giới luật một thời gian, cho thân nghiệp, cho thân hành thanh tịnh, khó hành thanh tịnh rồi đó. Lúc giờ vị này mới hành Samuf theo cách đầu đà, rồi thực hành thiền định. Sau một thời gian tu tập, vị đó mới chứng được đạo quả. Thì cái hạng đó là hạng Nay Giác. Và cái hạng thứ tư gọi là Badak Parma, là văn khú tối vi giả, tức là cái hạng này nghe pháp, hiểu pháp, nhưng mà chỉ hiểu qua cái văn tự, nhớ biết nhiều vô, như vậy thôi. Ngay trong cái sống hiện tại này thì chỉ đến chừng đó, chứ không thể tiến xa hơn được nữa. Do vì cái nhân duyên, cái pháp ba la mật ở trong quá khứ tạo chưa đủ. Vị Bà La Môn này trong lúc nghe Đức Phật thuyết pháp thì đã thành tựu được pháp nhãn ly trần vô khấu, biết rõ phàm pháp gì có tánh tập khởi thì pháp đó đều có tánh hoại diệt. Rồi sau khi Đức Thế Tôn ở tại cái địa phương này, Ngài liền khởi hành, khởi sự đi du hành ở
Vidhya. Thì sau khi Đức Thế Tôn ra đi không bao lâu, Bà La Môn Brahmayu đã mệnh chung và đông tỳ kheo đi đến Đức Thế Tôn và trình bày Bà La Môn Brahmayu đã mệnh chung sanh thú của vị ấy là gì, tương lai tái sanh như thế nào. Này các tỳ kheo, Bà La Môn Brahmayu là bậc hiền triết, vị ấy theo đúng pháp, theo đúng với chánh pháp, không có phiền não, không có phiền nhiễu ta với những tranh luận về chánh pháp. Này các tỳ kheo, Bà La Môn Brahmayu sau khi đoạn trừ năm hạ bằng kiết sử đã được quát sanh từ chỗ ấy niết bàn, tức là đắc quả tu đà quần, sanh về phổi tịnh cư. Thì ở đây trong cái bài kinh này đặc biệt là nói về một người đi tầm cầu chân lý mà đi theo cái ngõ là đi tìm hiểu Đức Phật về đại nhân tướng. Chắc có lẽ là ít có cái sự kiện này, ở trong kinh điển ít có nói đến cái sự kiện một người nào mà họ đi tìm đến Đức Phật để đi tìm hiểu về 32 đại nhân tướng. Cho nên mỗi người có một cách như người ta thường nói là đường nào cũng đến La Mã. Thì ở đây thưa quý vị, đọc qua bài kinh Brahmayu sẽ gợi lại cho chúng ta hiểu biết thêm về Đức Phật. Trước đến giờ tín ngưỡng Đức Phật qua cái pháp của Ngài giảng giải hoặc là những cái thần thông kỳ diệu của Đức Thế Tôn thì vân vân, nhưng mà ít có trường hợp mà chúng ta nhận biết được về Đức Phật qua cái như này. Nói về 32 đại nhân tướng ở trong Trường Bộ Kinh, cái bài kinh Lakhana Sutta tướng kinh, Đức Phật này có mô tả về 32 đại nhân tướng, tức là tướng của bậc đại nhân. Trong đó Đức Phật Ngài mô tả rất kỹ lưỡng là Ngài có những tướng như thế nào, và khi mà Ngài có cái tướng đó
Ngài được một cái quy lực như thế nào. Đồng thời Ngài cũng cho biết thêm nghiệp thiện nào mà Ngài đã tạo để thành tựu được cái tướng đó, được thành tựu tướng tốt đó. Nếu mà chúng ta muốn biết đó, thì chúng ta hãy xem lại cái bài kinh nói về Phật đại nhân ở trong bộ kinh, ở trong trường bộ kinh. Bài kinh Lakhanustan trường bộ kinh chỉ đề cập đến 32 đại nhân tướng với những cái nghiệp lành mà khi còn là vị Bồ Tát Ngài đã tạo thiện nghiệp đó để thành tựu đại nhân tướng. Như rồi trong bài kinh ngày hôm nay, kinh Brahmayú, giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về cái đời sống sinh hoạt của Đức Phật qua 80 tướng phụ, cái vẻ đẹp của Ngài, từ cái việc đi đứng nằm ngồi, từ cái việc mà Ngài thọ thực, cho đến cái việc mà Ngài, cái phong cách của Ngài thuyết pháp được mô tả rất kỹ lưỡng ở trong cái bài kinh này, do thanh niên Uttara, đệ tử Bà La Môn Brahmayú mô tả. Khi chúng ta đọc một bài kinh, chúng ta chớ có xem thường những cái đoạn kinh được mô tả, được trình bày. Nếu mà chúng ta đọc một bài kinh mà chúng ta không tìm thấy được cái gì đáng để học hỏi ở trong bài kinh đó, như vậy thì chúng ta không có lãnh hội trọn vẹn về kinh Tạng Pali. Bài kinh nào cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Trước đây những cái bài kinh mà nói về pháp thì chúng ta nghe những câu Phật ngôn hay là những cái chi pháp được trình bày, chúng ta học chúng ta nhớ. Còn như bài kinh Brahmayú này, chúng ta khá tác ý, chúng ta suy nghĩ rằng hồi trước đến giờ nghe nói Đức Thế Tôn có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp, nhưng mà chúng ta chỉ biết thôi. Thì khi mà chúng ta đọc những cái bài kinh này, thưa quý vị, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái tư liệu về 80 cái vẻ đẹp của Đức Phật. Cho nên đọc đó, là một đệ tử muốn tu tập có cái sự tiến bộ, là chúng ta phải thành tựu về niềm tin nơi bậc đạo sư. Mà khi muốn thử niềm tin nơi bậc đạo sư thì có những người do họ suy niệm về pháp Đức Thế Tôn và họ cảm thấy một người mà thuyết pháp thì người đáng ngưỡng mộ. Thí dụ như ở trong cái bài kinh Trung Bộ mà chúng ta học vừa rồi,
chúng ta học cũng đã xa. Là bài kinh ví dụ việc của rắn, thì ở trong bài kinh đó có mô tả, có nói đến một vị tỳ kheo có niềm tin đến Đức Phật. Vị đó nghĩ rằng Pu So Phát Qua Pu Tha Mang Đề Si Tí, Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp thì giác ngộ. San Tô So Phát Qua Samathaya, Đức Thế Tôn là bậc an tịnh, thuyết pháp được an tịnh. Đan Tô So Phát Qua Dhammathaya Thamang Đề Si Tí, Đức Thế Tôn là bậc điều phục, thuyết pháp để điều phục. Tino So Phát Qua Tarnaya Thamang Đề Si Tí, Đức Thế Tôn là bậc đã vượt qua, ngài thuyết pháp để vượt qua. Parinipo So Phát Qua Paripanaya Thamang Đề Si Tí, Đức Thế Tôn là bậc viên tịch, ngài thuyết pháp để viên tịch. Chúng ta suy niệm năm điều đó, chúng ta cũng khởi lên cái lòng tin nơi Đức Phật được. Còn một cách khác nữa là khi mà chúng ta nhớ biết được Đức Thế Tôn, ngài được gọi là Phát Qua, mà ngày xưa ngài Hòa Thượng Tịnh Sử ngài dịch từ ngày nghiên cứu trong năm truyền đại tạng của Nhật đó, thì cái danh từ Phát Qua đó, cái ân đức thứ 10, cái hồng danh thứ 10 của Đức Phật đó, chữ Phát Qua là cụ thoại đức giả. Cụ thoại đức tức là vị mà có đầy đủ những cái tướng tốt, trong đó trong sanh thân tịnh đạo cũng có nói đến là thành tựu về những cái đức, những cái đức tốt, những cái tính tốt và những cái tướng tốt, cho nên mới gọi là cụ thoại đức giả. Thì ở trong cái cách tu tập của người Phật tử, bất cứ cái gì làm cảnh duyên để trợ cho tâm thiện nó sinh khởi thì chúng ta hãy giữ lấy cái ân chứng đó để làm cho thiện pháp của mình tăng trưởng. Người mà có khuynh hướng về cái đức tin thì người đó nên suy xét Đức Phật về 32 và 80 vẻ đẹp do cái phước và là mật mà ngài đã tạo được ở trong quốc, bây giờ ngài thành tựu một cách toàn hảo. Còn khi mà chúng ta nặng về cái pháp tinh tấn đó, thì chúng ta suy xét năm điều hồi nãy chúng ta đã nói. Còn nếu chúng ta nặng về trí tuệ và phân gia thi cá thì chúng ta nên suy xét về pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết có ý nghĩa thâm sâu như thế nào vân vân. Cái đó là tùy theo mỗi vị hành giả tu tập, chúng ta phải biết tự mình. Sau khi chúng ta rà soát, người ta gọi là đúng băng tầng, chúng ta rà soát nếu thấy tâm của mình kháng khích và quan hỷ với những cái sự kiện này, chúng ta cứ giữ như vậy. Chúng tôi sợ nhất là có những người họ không hiểu cái điều đó,
Nên khi mà họ nghe giảng, nghe thuyết pháp, hoặc là họ xem trong kinh điển, mà họ gặp những cái bài kinh như thế này, cái khuynh hướng của họ, cái gọi là Achanusi, Achasaya, cái khuynh hướng của họ nó thiên về một cái pháp khác, về trí tuệ hay về sự tinh tấn vân vân. Thì khi mà họ nghe cái bài kinh mà mô tả về đại nhân tướng của Đức Phật hay là 80 vẻ đẹp, họ câu đó là chuyện không cần phải quan tâm, không cần phải để ý. Thì như vậy trong trường hợp này họ cũng đánh mất cái cơ hội. Dẫu sao đi nữa, dù rằng chúng ta có tinh tấn, chúng ta có trí tuệ, nhưng mà chúng ta cũng nên tìm hiểu để chúng ta khởi lên cái lòng tin, cái sự quan hỷ nơi Đức Phật cũng có phước quý vị. Chứ không thể nào mà chúng ta đứng ở cái lập trường của mình rồi chúng ta chê bai người khác, chúng ta nói tu tập không lo tu tập, ở đó mà đi tìm hiểu về thứ tốt của Đức Phật hay tìm hiểu về cái vẻ đẹp của Đức Phật ngày sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, đi đứng nằm người nằm ngồi, nói thuyết pháp vân vân, hiểu cái đó để làm gì? Đó là tại họ chưa hiểu. Cũng như thưa quý vị, có những người họ nặng về đức tin đó, thì họ được một lần chiêm bái xá lợi của Đức Phật, họ quan hỷ. Hay là họ được cung vinh xá lợi, được đội tháp xá lợi trên đầu họ một lần, là họ cảm thấy đó là một điều diễm phúc cho họ. Nhưng mà đối với người mà nặng về trí tuệ nhé, như chúng tôi thì chúng tôi không có chủ trương cái đó, mà chúng tôi chỉ thi nặng về pháp thôi. Tuy nhiên chúng tôi cũng không dám dễ vui khinh lời khinh thường khi mà nghĩ thắng lợi. Chúng tôi cũng đảnh lễ, cũng kính. Nhưng mà cái pháp làm trưởng đó, Adhipati, thì đó là cái chuyện mà tìm hiểu về kinh điển, nặng về cái đó. Nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích các Phật tử, nếu các vị mà nặng về đức tin thì các vị cứ phát triển như vậy, cứ phát huy cái đức tin của mình bằng cách là chúng ta có những cái nghi thức như là lễ bái, tán dương Đức Phật, tán dương giáo pháp, tán dương tăng chúng v.v. Thì cái điều đó cũng tốt. Còn hơn là chúng ta bỏ qua một bên để rồi hàng ngày chúng ta nói những cái chuyện nhảm, hay là chúng ta hay bàn tán về chuyện của người này người kia xấu hay là tốt vân vân, nói những cái chuyện vô ích như vậy, nó không có phước. Còn khi mà chúng ta học hiểu được mỗi lần chúng ta ngồi lại, khi có cái đề tài về Đức Phật, nói về 32 đại nhân tướng, 80 vẻ đẹp, thì chúng ta cũng biết cũng hiểu để mà chúng ta chia sẻ, thì như vậy cũng có phước thôi thưa quý vị. Cái nào là cái pháp vô ký trợ cho thiện, cái pháp thiện trợ cho thiện, thì cái đó chúng ta nên phát triển. Thậm chí cái pháp bất thiện cũng trợ cho thiện bằng cảnh duyên được như thường. Akusalo thamu kusalasa thambasa aramana pachi yena pachi yu, tức là
dầu cho tâm tham, tâm sân, tâm si nó vừa sanh khởi, chúng ta nhìn chánh niệm với tâm tham sân si đó, biết vừa sanh là tham hay là sân hay là si, rồi chúng ta suy xét tâm tham sân si, tâm bất thiện đó nó cũng chỉ là bốn chinh quẩn thọ tưởng hình thức. Thì thọ tưởng hình thức bất thiện đó nó cũng là vi, thì cái đặc tính của nó là vô thường, anh đi chán khổ đúc khả vô ngã nó tắt, vậy thôi cũng được. Cho nên dầu cho cái pháp phụ ký hay là cái pháp thiện hay là pháp bất thiện, nếu mà chúng ta khéo tác ý thì nó vẫn làm cảnh duyên cho tâm thiện được như thường. Như khi chúng ta nhớ về 32 đại nhân tướng của Đức Phật, hay là cái cung cách, cái quy nghi, cái tác phong của Đức Phật, chúng ta suy xét để làm cảnh, đây gọi là vô ký, cảnh vô ký, gọi là vô ký trợ cho tâm thiện phát sanh bằng cảnh duyên, nó cũng tốt thôi thưa quý vị. Cho nên chúng ta nhớ lại tôn giả Năng Đa đã trả lời cho đức vua Pasenadi, vua hỏi thế nào là thân hành, khẩu hành, ý hành không nên làm, thì ngài nói là thân hành, khẩu hành, ý hành có tội là không nên làm, có lỗi là không nên làm. Mà thế nào gọi là thân hành, khẩu hành, ý hành có lỗi? Đó là những thân hành, khẩu hành nó thuộc bất thiện. Mà thế nào là bất thiện? Thân hành, khẩu hành, ý hành mà nó đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai thì đó là bất thiện. Còn khi mà thân hành, khẩu hành, ý hành nào mà nó thuộc, mà nó không có đem đến hại mình, hại người, hại cả hai, đem có lợi mình, lợi người, lợi cả hai đó, thì cái đó là thân hành, khẩu hành, ý hành thuộc về thiện pháp. Mà cái gì là thiện pháp thì cái đó là không có lỗi lầm. Cái gì không lỗi lầm thì cái đó được bậc thiện trí thức tán thán. Thì chúng ta cứ nhớ nguyên tắc nó là gì, rồi chúng ta cứ tu tập theo đó, như vậy là đúng rồi. Thì chúng tôi hy vọng rằng qua cái bài kinh ngày hôm nay đó, những người Phật tử chúng ta, những người nào giàu lòng tin, nặng về niềm tin, thì chúng ta nên có cái sự quan hỷ ghi nhớ bậc đạo sư của chúng ta là một người toàn hảo, không những về trí tuệ mà về cái thân tướng của ngài cũng toàn hảo. Còn những người nào nặng về tinh tấn thì chúng ta nên suy xét ở khía cạnh sở dĩ Đức Thế Tôn mà ngài được tướng hảo tốt đẹp như vậy, quang minh như vậy, là do vì ngài đã tạo những cái thiện nghiệp khi còn là vị Bồ Tát. Thân hành không có tổn hại, khẩu hành không có tổn hại, ý hành không có tổn hại, cho nên ngài mới được đại nhân tướng như vậy. Cái chúng ta gắn, chúng ta là người ta thích được thiên hạ khen mình là người có quý tướng, nhưng mà người ta không thích làm thiện pháp như thế nào để thành tựu được cái quý tướng đó. Ở trên đời này thiên hạ họ dở cái chỗ đó thôi. Nghe thầy xem tướng, quý tướng thì nghe hãnh diện lắm, tự hào lắm, nhưng mà không biết là mình phải tu tập hay thực hành như thế nào. Thì bây giờ cái người mà nặng về tinh tấn
thì chúng ta nên tìm hiểu những cái đó để chúng ta làm. Và nếu mà chúng ta không có nhớ chi tiết hết thì chúng ta nhớ thân hành động tốt đẹp, không có tổn hại cho người khác, thì thân hành đó nó sẽ là một loại nghiệp thiện để đưa đến cho mình đời sau này có một cái thân tướng uy nghi tốt đẹp. Khẩu hành không có tổn hại cho người khác, tức là cái lời nói của mình chân thật, nó dịu ngọt, hay là cái lời nói hòa hợp, cái lời nói lợi ích. Chúng ta thường xuyên nói như vậy thì đời sau chúng ta có một cái quý tướng như cái miệng đẹp, cái hàm răng đẹp, hay là chúng ta có hơi thở thơm tho, hoặc là chúng ta có giọng nói trong trẻo rõ ràng, vang to, và cái lời nói có uy lực, có thể thuyết phục được người khác. Trong cái tướng tốt của Đức Phật cũng có cái điều đó thưa quý vị. Rồi nếu mà chúng ta có ý hành thanh tịnh đó, ý hành không gây tổn hại, tức là chúng ta không nghĩ quấy về người khác, chúng ta không có ý nghĩ khinh thị, hay nghĩ sai về người này, nghĩ sai về người kia, hay nhìn về cái khuyết điểm người này, khuyết điểm người khác, thì cái ý hành của mình chánh trực, thì ý hành đó sẽ tạo cho mình ở trong tương lai nó có một cái ưu điểm là sanh ra ở đời gặp người khác nhìn thiện cảm, có sự kính trọng, chứ họ không có khinh thường. Chúng ta cứ theo nguyên tắc đó mà chúng ta thực hành, đó là người hành tinh tấn. Còn người cũng có hành trí tuệ chứ, thì chúng ta nên suy xét như thế này. Là dầu Đức Thế Tôn Ngài có đại nhân tướng như thế, có 32 vẻ đẹp như thế, nhưng mà được rằng pháp của vi là vô thường, rồi nó sẽ biến hoại. Này Ananda, thân của Như Lai nay đã 80 tuổi rồi, như là một chiếc xe cũ kỹ, nếu muốn dùng xài thì ràng rịch phải buộc lại. Và Đức Thế Tôn Ngài cũng thường nói, mỗi tôn giả Ananda, có lúc tôn giả Ananda đi đến xoa bóp tay chân cho Đức Phật, và tôn giả nói thật là kỳ lạ, cái thân 32 đại nhân tướng Đức Thế Tôn như vậy mà giờ đây với cái tuổi tác này nó cũng biểu hiện già nua. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới dạy rằng là khổ thay cho cuộc sống bất hạnh thay tuổi già. Tuổi già là suy nhược, sắc diện của màu da, xưa hình bóng khả ái, nay bị già phá tan. Dù ai sống trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết. Không chừa một ai, chết đè bẹp tất cả. Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết, đã nói như vậy. Chúng ta là người mà nặng về trí tuệ, chúng ta suy xét cái chỗ đó. Mà suy xét cái chỗ này đó, nó lại có tác dụng nhiều hơn cho chúng ta, là chúng ta mặc dù cái thân của mình cũng được lịch sự dễ nhìn, nhưng mà chúng ta không có cái sự đam mê, chúng ta không có cái sự thích thú làm các cái thiện pháp để mong rằng trong tương lai mình có cái tướng tốt, không có như vậy. Mà chúng ta luôn luôn chúng ta thấy rằng thân này dù đẹp hay xấu,
phải già, phải bệnh, phải chết. Đó là cái sự khổ của luân hồi. Cho nên ở đây đó, chúng ta tu tập, chúng ta có ba cái khuynh hướng. Một là sát tha thi cá, là khuynh hướng về đức tin. Hai là nguyên gia thi cá, là khuynh hướng về tinh tấn. Và thứ ba gọi là panya thi cá, là khuynh hướng. Thì chúng ta theo cách nào chúng ta suy niệm cũng được. Qua cái bài kinh này, chúng ta vẫn học được những cái phương pháp, phương cách để chúng ta tu tập cho nó phù hợp với cái khuynh hướng cá nhân của mình, cái trình độ cá nhân của mình. Vì hôm nay bài đọc hơi dài, đã đến 9 giờ mới xong, nên chúng tôi dành ra 30 để giảng tóm tắt ý nghĩa của bài kinh này, nên chỉ còn lại có thời gian là 25 phút để thảo luận. Đây với bài giảng hôm nay, và kính thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng trở lại để điều họp phần thảo luận với chư tăng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú quý đức Thượng Tọa Tuệ Siêu, kính bạch chư tôn đức và chư quý Phật tử. Bởi vì hôm nay chúng tôi có một vài điều muốn trình bày với quý ngài và quý Phật tử ở phần cuối của lớp học, nên chỉ xin được tóm tắt đôi điều liên quan tới bài học này thay vì phần thảo luận, rồi sau đó xin được bước qua phần để thông tin của quý ngài và quý vị. Thưa quý vị, tất cả chúng ta sanh ra đời là một sản phẩm của quá khứ. Cái cách mà mình nói, cách mình cười, cách mình đi đứng, thật ra nó là một cái kết quả của tất cả những gì mình được hấp thụ ở trong quá khứ, đặc biệt là thói quen. Thói quen đó có thể là từ trong đời này, chúng ta đã tạo nên từ hồi tấm bé cho đến lớn. Và thói quen đó có thể được tạo bởi nhiều nhiều kiếp trong quá khứ mà chúng ta gọi là tiền thiên nghiệp, hay là cái tập khí, hay là thường thân y dương. Bởi vì chúng ta đã quen như vậy, chúng ta sinh là một chủng loại nào đó, chúng ta sợ nước, hay là chúng ta hay nhảy nhót, hay là chúng ta hay cười đùa, vân vân. Mình nhìn thấy thì tưởng đó là cái phản ứng tự nhiên kiếp này, nhưng thật ra nó là thói quen của quá khứ. Nhưng mà có một đặc điểm ở trong sớ giải nói rằng, một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, ở trong khi mà Ngài tu tập Pháp Ba La Mật, thì Ngài có tu một pháp gọi là Paramattha Parami, chúng ta gọi là Ba La Mật. Thì một tối thượng Ba La Mật này, khi Ngài tu tập, Ngài hy sinh cả cái mạng sống của Ngài để thực hành Ba La Mật. Và do cái sự hy sinh mạng sống của Ngài, ví dụ như thí trì giới v.v., thì Ngài vượt qua tất cả những cái tập khí của quá khứ, và tập khí quá khứ, thói quen của quá khứ. Nên trong cái hiện tại đó, Ngài sống, hành động, xử trí việc hoàn toàn là với cái cung cách của một vị chánh đẳng chánh giác, chứ Ngài không có bị ảnh hưởng bởi quá khứ như chúng ta và tất cả chúng ta, và ngay cả các vị đệ tử thân văn của Đức Phật thì còn ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cái tiền khi nghiệp, tức là cái thói quen từ xưa lại, mặc dù các ngài không có phiền não. Chúng ta ví dụ là có một vị trưởng lão, vị nói chuyện thì cái cách nói, cái giọng hơi phách lối một chút, nhưng mà ngài là vị A-la-hán, Đức Phật dạy rằng bởi vì vị đó có nhiều, rất nhiều đã từng là một cái người ở trong một cái địa vị rất là cao trọng ở trong một gia tộc, ở trong một gia đình, do đó khi nói chuyện thì nói có vẻ như là một người nói của một cái người có uy quyền. Thưa quý vị, cái tiền kiến đặt đó, cái thói quen đó, cái tập khí đó không có ở Đức Phật. Đó là điểm thứ nhất mà chúng ta nhớ. Điểm thứ hai đó là qua những cái quý cách, quý tướng, những quý cách mà chúng ta thấy được ở cái quy nghi tế hành của Đức Phật, thì Đức Phật là một người sống, sống chánh niệm, tức là Ngài sống, Ngài để cái tâm ở đây và bây giờ. Cái tâm Ngài theo rất rõ, chứ không phải là khi mà mình nói rằng một vị Phật đã đạt đến cảnh giới thoáng rồi, Ngài không có chánh niệm, không phải vậy.
Có nhiều người thậm chí mơ tưởng là một người chánh niệm là để sống phách phóng đúng, một người đã giải, ví dụ giải thoát là để sống buông, muốn làm sao làm, và chánh niệm là gò bó. Không phải, cái chánh niệm ở đây nó phải là sự gò bó, mà mình sống biết rõ cái gì mình làm. Ví dụ như quý vị Phật tử hàng ngày á, có những người họ họ làm cái này quên cái kia, họ lái xe họ nghĩ viễn vông, họ không tập trung về hiện tại, họ quên trước quên. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì ngày làm cái gì tâm ngày để cho nó, kể cả ngày rửa tay rửa chân rửa bát, đó là điểm mà chúng ta thấy. Và chúng ta cũng có thể có một cái ngộ nhận khác về Đức Phật đó. Là ví dụ có nhiều người nghĩ rằng Đức Phật ngài là vị đã vượt ra khỏi, đã đoạn trừ tham sân si, đã hoàn toàn giải thoát rồi. Tại khi ngài ăn thì nó chẳng có vị gì hết, chẳng có hương vị. Thật sự không phải như vậy, thật sự phải như vậy. Đức Thế Tôn khi ngài ăn thì đúng nghĩa là ăn, và khi ngài thọ thực thì ngài có một cái vị giác rất là bén nhạy, và ngài cảm nhận được trọn vẹn cái vị đó mà không cần phải đòi hỏi phải sao. Nhưng ngài ăn với cái cung cách đặc biệt của vị chánh đẳng chánh giác, cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Một cái người mà có cái chánh niệm ở trong việc ăn uống, và ăn một cái đúng cách, ăn một cách lợi ích cho cái việc chất cường toan ở trong người, ăn một cách có thể tiêu hóa được, nó không phải là người ăn cho khó ăn. Có nhiều người thấy rằng ai là biếng ăn, ăn sơ sơ bỏ qua, nghĩ là có là đạo hạnh, cái đó phải là đạo hạnh. Có thể có những người họ ăn, họ có một cái để tâm vào chuyện ăn uống mình, nhai cho kỹ, nuốt chậm, và lúc ăn là người đó có thể ăn một cách trọn vẹn, chứ không phải giống như chúng ta ăn là cứ bỏ vô nhai sơ sơ rồi nuốt, không phải như vậy. Mà quả thực là Đức Phật này có một cái cách ăn mà ở đó chúng ta cũng nên được biết. Và thưa quý vị, Đức Phật mà khi mà chúng ta đọc vào trong cái cung cách ứng xử của ngài đó, thì ngài là một vị có đủ cả bảy cái pháp. Bảy pháp đó là tri nhân, tri quả, khi chúng ta gọi là tri pháp, tri nghĩa, tri kỷ, tri vĩ, tri thời, tri hội, tri độ. Ngài đối với một hội chúng, ngài biết cái gì nên làm, ngài không mong cầu gì ở hội chúng, ngài, nhưng mà ngài không có cái gì mà phải tân bốc, phải ca ngợi hội chúng đó. Và đồng thời ngài chỉ có một lâm mi vẫn duy nhất ấy, là ngài có thể mang lại cái lợi cho hội chúng đó. Nhưng ngài biết ngài là ai, người đó là ai, hội chúng như thế nào. Chúng ta lấy như trường hợp mà vua Pasinadi, một vị vua gặp Đức Phật, Prabhu đến gặp Đức Phật. Đức Phật ngài biết rất rõ, những vị này có cái lòng kính trinh rất là lớn ở Đức Phật. Và Đức Phật ngài không nhận cái lòng kính ngưỡng gì như là một điểm tự hào, nhưng mà ngài cho các vị đó có cái cơ duyên để hiểu, để thể hiện cái lòng ngưỡng kính ở Đức Phật. Một hình ảnh rất là đẹp, thưa quý vị. Đức Phật là một đấng thiên nhân sư. Thật ra cái mà gọi là biết người, biết ta, cái mà gọi là biết hội chúng, biết cái gì là vừa phải, biết cái gì phải chăng, nói bao nhiêu thì nên nói. Có nhiều người, thưa quý vị, nói quá ít, hay có nhiều người nói quá nhiều, hay có nhiều người nói xúc phạm đến người khác mà không. Đôi khi quý vị thấy rằng chúng ta có cái thói quen là mình nói cho sướng miệng, mình nói mà mình không hiểu được cái gì đó nó có lợi hay không. Mình cứ nghĩ điều mình nói đúng, nhưng mà cái mà mình nói đúng, mình nói xúc phạm đến người khác mà mình không để ý, cái đó là chúng ta không có tri kỷ, tri vĩ, tri thời, tri hội, tri độ, và cũng biết thời điểm là thích hợp. Cũng biết chuyện đó, không phải lúc nào chúng ta nói cũng được, nó phải nói đúng thời gian, và nói đúng thời gian người, đúng cái như là thời lượng, nó không phải dễ dàng đâu. Con người mình sống mà biết cái chừng mực đó là một bậc thiện trí, không phải là dễ dàng. Nên chi đối với những điều này chúng ta có dịp kỹ lại. Vì chúng ta xưa quý vị rất ít đoạn ở trong kinh mà rất ít sách vở mà đề cập đến những cái quý tướng của Đức Phật. Ở đây nói về cái cung cách, nói về cái phong thái, nói về uy nghi thế hạnh của Đức Phật, và qua đó chúng ta học được rất là nhiều. Bây giờ thì chúng tôi có vài điều muốn gửi đến quý vị Phật tử, và chúng tôi mong rằng Chư Tăng và quý Phật tử sẽ khoan hỷ, bởi vì phải niềm tình cho, tại vì chúng ta đang ở trong cái mùa, ở trong cái thời kỳ của đại dịch Corona, nên nhiều khi chúng tôi muốn nhân những cái lớp học để làm thêm một việc là gửi đến quý vị một vài thông tin. Sáng hôm nay, thưa quý vị, Bộ Lao động của Hoa Kỳ vừa công bố rằng có tuần vừa qua
là có 6.6 triệu người nộp đơn xin lãnh tiền thất nghiệp. Có nghĩa là tuần lễ vừa qua cũng là đã có 6.6 triệu người. Tuần trước đó là 3.5 triệu người. Chúng ta thấy ở trong một hai tuần lễ đã có gần 10 triệu người thất nghiệp ở tại Hoa Kỳ do cái đại dịch Corona. Khi mà thất nghiệp nhiều đó, sẽ kéo theo một số các hệ lụy. Và một cái con số khác mà chúng ta được biết do cái tổ chức của Food Bank tức là ở Hoa Kỳ để dự trữ thực phẩm ở phòng những cơn đói kém đó, thì Food Bank cho biết rằng cái những cái người Mỹ mà họ đến để họ xin trợ giúp thực phẩm thời gian qua nó tăng gấp 3.5 lần, và hầu như Food Bank đang ở trong tình trạng rất là nguy kịch, có thể cạn kiệt thực phẩm. Ở tại Hoa Kỳ mà chưa bao giờ chúng ta nghe nói sự cạn kiệt thực phẩm, và Food Bank là một nơi mà người ta cung ứng phẩm rất là nhiều để phân phát, bây giờ nó đã cạn. Và cũng có một con số khác mà chúng ta phải lưu ý là ở trong một tuần lễ qua thôi đó, là có 2.3 triệu khẩu súng đã được mua ở tại các cửa hàng bán súng ở tại Hoa Kỳ. Thì chưa bao giờ người ta mua súng nhiều như vậy, bởi vì phần đông những người mà có hiểu biết được, họ đều biết rằng cái nghèo đói sanh loạn, và ở trong cái cách mà người Hoa Kỳ luôn ứng xử là hậu thủ sẵn súng trong nhà để phòng thủ. Khi mà xảy ra tại Hoa Kỳ thì thưa quý vị, sự can thiệp của chính phủ rất chậm trễ, và rất là chậm trễ, và đặc biệt ở trong thời kỳ đại dịch này người ta không có đủ nhân sự. Và một khi mà người ta đã phong tỏa, cô lập được và giải tán được cái cuộc bạo loạn thì và có nhiều người đã người ta không thể lấy bất bừa bãi được, họ phải vào giải quyết chậm chậm, phải thương lượng, phải thế này thế kia. Kinh nghiệm vừa qua ở tại Los, ở tại Georgia, ở tại Baltimore, những lần bạo loạn đó mất rất là nhiều ngày để họ giải quyết. Và có thể nói rằng có cái việc sát sanh, và ở đâu có chuyện sát sanh thì ở đó cũng có bạo loạn, chúng ta nên nhớ và chúng ta nên cố gắng để nhận ra cái điểm này. Chúng ta cũng có một con số khác từ tổ chức FEMA, tức là tổ chức của chính phủ Hoa Kỳ để phòng chống những trường hợp như thiên tai, bệnh dịch, tức là hỗ trợ dân chúng tình trạng cấp cứu FEMA, thì họ cho biết rằng những cái dự trữ về những vật bảo hộ như là khẩu trang hay là những quần áo bảo hộ đã cạn rồi, nhờ trống rỗng trong kho không còn nữa. Và bởi vì trong thời gian 3 năm qua đó, chính phủ đã không có cái contract để cho những người vào bảo trì những thứ này nên chi. Có rất nhiều cái máy trợ hô hấp đã không làm việc được nữa, tại vì không có bảo trì thường xuyên. Chúng tôi có nói quý vị rằng những cái chuyện mà quý vị nghe như là Hải quân Hoa Kỳ được lệnh trên Tổng thống mà huy động 2 cái chiếc thuyền, chiếc tàu bệnh viện để đến New York và đến California đó. Thật ra 2 chiếc tàu đó chỉ là một giọt nước nhỏ ở trong cái nhu cầu rất là lớn. Mỗi tàu chỉ giúp được 500.000 người, và nó không thấm vào đâu với cuộc số đại dịch hiện nay hết. Chúng ta nói rằng đại dịch cả hàng trăm ngàn người và các bệnh đã quá tải. Chúng tôi đưa ra những con số này đó đều là những con số mà quý vị có thể tìm thấy ở trong 24 giờ qua. Và những điều này chúng tôi muốn nói đến một việc là những con số đó là tất cả những cái yếu tố để nó tạo thành một cái trường hợp, một sự việc mà người Mỹ gọi là perfect storm, tức là những cái yếu tố mà tạo thành một cơn bão hoàn hảo, một cái cơn bão thực sự đúng là cơn bão. Khi mà những cái người mà quan sát về thiên văn đó, họ nhìn thấy gió, họ nhìn thấy bầu trời, họ nhìn thấy thế này kia, đôi lúc mà nó đầy đủ tất cả những yếu tố để họ nói rằng sẽ có một cơn bão lớn sắp xảy ra, thì chúng ta phải đặc biệt lưu tâm về điểm này. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hôm nay tại thành phố Colorado của Texas, họ đã ra lệnh rằng nếu ai ra đường không có khẩu trang thì bị phạt 1.000 Mỹ Kim. Và quý vị biết rằng ở trong xuyên suốt mấy tuần lễ vừa qua thì qua chính phủ và qua nhiều người đó nói là khẩu trang không có cần thiết, không chống được bệnh dịch, và người ta chống lại việc khẩu trang. Ở trên thực tế thì lý do chính phủ nói như vậy không phải vì khẩu trang không cần thiết, ở quốc gia nào khẩu trang cần thiết hết,
Nhưng mà vì ở đây không có đủ khẩu trang, họ sợ rằng cái nguồn khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang N95 dành cho các cái nhân viên y tế đó, sẽ bị cạn kiệt đi. Mà quá thật, hiện nay khắp nơi đều thiếu. Người ta đã bắt đầu kêu gọi may khẩu trang ở nhà. Thật ra nó quá trễ. Nếu người ta đã có một cái chuẩn bị sớm hơn, chính phủ đã trù liệu sớm hơn, bây giờ đó, thì bắt đầu mới ra lệnh để sản xuất những máy trợ hô hấp, bây giờ bắt đầu mới đi tìm mua khẩu trang. Thật ra rất là trễ, thưa quý vị, chúng ta sẽ không có đủ khẩu trang. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào đó mà chúng ta có thể liệu toan được. Chúng tôi đặc biệt lưu ý quý vị phật tử sống ở những cái khu vực mà mình gọi là hỗn hợp của nhiều sắc dân đó. Và đặc biệt cái neighborhood, cái lời án gì của chúng ta thường là những dân nghèo đó. Quý vị biết rằng trong 2.000 tỷ Mỹ Kim mà Quốc hội và Tổng thống Hoa Kỳ thông qua, 2.000 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ dân chúng trong thời bệnh dịch đó, thì phần lớn là giúp đỡ những người trung lưu, những người có đi làm, có khai thuế lợi ích. Và cái số người mà không có khai thuế, số người nghèo ở dưới mức nghèo, và cái số người làm việc lao động bất hợp pháp ở Mỹ hoàn toàn không có hưởng được gì hết. Đó là một điều, đó là một dấu hiệu mà chúng ta phải lưu ý. Bởi vì thế này là những người mà đi làm đôi khi họ còn có tiền để xây trở, và những người nghèo họ chẳng những không được trợ giúp mà họ bị thất nghiệp rất là nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là bình thường những người này họ làm lương công Nhật, họ những người này họ đi làm không có khai thuế, họ làm tiền mặt. Bây giờ họ làm sao để họ lãnh lương và nhất lãnh tiền trợ cấp? Và đặc biệt là cái chính phủ Hoa Kỳ đang có một cái chính sách rất là gắt gao đối với cái sự trợ cấp cho những người nhập cảnh bất hợp pháp. Và cái số người nhập cảnh bất hợp pháp ở tại đâu, người ta nói là cùng tắc biến, đó là một điều chắc chắn. Nhưng mà ở đây biến khỏi tắc thông đâu, trước khi biến tắc thông nó sẽ có bạo loạn, thật ra nếu chúng ta sống ở cái khu vực nào mà đa phần ở vùng đó là hỗn hợp nhiều sắc dân, và nhất là nhiều người có lợi tức khắp, những người đi làm việc ăn công Nhật đó, thì chúng ta đặc biệt phải rất là cẩn trọng. Dạ, rất cẩn trọng. Bây giờ cái sự bạo hành trong gia đình đã tăng, bây giờ cái sự kỳ thị gã chồng đã trở thành một hiện tượng. Ngày hôm qua chúng tôi có nói chuyện với hai Phật tử, mấy Phật tử nói là ô không có gì đâu sư, người ta nói để ta chỉ hâm dọa thôi, chứ thực sự nước biển rất là bình an. Nhưng mà thật ra thì cái sự kỳ thị của những người Á Châu đang trở thành một cái gì, nó là một phenomenon, hiện tượng rất là phổ thông ở tại Mỹ. Nên quý vị nên cẩn thận khi ra bên ngoài đổ xăng và đi đó đi đây. Và đặc biệt phải dự trù, và phải trù bị cho trường hợp một cái vùng nào đó, một khu vực nào đó mà bạo loạn. Và trong sự bạo loạn đó, cái sự can thiệp của cảnh sát, của Viện Quân Quốc gia sẽ rất là hạn chế. Bây giờ chúng ta không nói lấy một cái chuyện mà tập trung một thành phố, một khu vực nữa, mà toàn cả nước Mỹ. Và khi mà những người nghèo mà càng khổ thêm, nghèo mà mắc eo thêm, và chính quyền đã không thực sự nghĩ đến cái phương cách để hỗ trợ cho người nghèo trong giai đoạn này đó, thì nó sẽ có vấn đề. Vì vậy thưa quý vị, chúng ta không cần phải nói nhiều. Chúng tôi nói quý vị là một cái hệ thống Fox News, tức là một cái hệ thống truyền thông của Đảng Cộng Hòa, và cách đây một tuần lễ thì họ vẫn còn xem cái chuyện đại dịch là không nguy hiểm, nhưng mà hôm nay họ bắt đầu thông tin những cái đại dịch, những trường hợp rất là nguy hiểm. Và tội ác cũng vậy. Và chính phủ Donald Trump đã bắt đầu nhận ra được rằng vấn đề đó nó nguy hiểm hơn trước kia ông đã từng nghĩ. Nên chi chúng ta nên hiểu rằng hoàn toàn không có chuẩn bị gì hết. Đừng nghĩ rằng nước Mỹ giàu có, đừng nghĩ rằng ở đây chúng ta có nhiều điều kiện. Thực phẩm sẽ thiếu, dụng cụ y tế sẽ thiếu, vấn đề an ninh sẽ thiếu, bạo loạn sẽ xảy ra, và dịch bệnh nó sẽ khốc liệt hơn ở trong những tuần lễ sắp tới. Nên chúng tôi nói điều này không mong muốn là quý vị hoảng loạn. Và chúng ta ở trong trường hợp nào cũng nên bình tĩnh. Quý vị thấy rằng chúng ta vẫn vào room học Phật Pháp, chúng ta vẫn cố gắng giữ đời sống tinh thần. Ở đây đó thì chúng ta nên thay đổi cái thái độ của chúng ta trong cuộc sống. Ở trong hoàn cảnh này đó, rất nhiều người đặt vấn đề thương hay ghét bên này chống bên kia. Không phải, mà vấn đề của chúng ta là chúng ta nên nhìn vào cái thực trạng, nhìn vào những gì
mà nó có thể xảy ra, và ở đó chúng ta nên ở làm cái gì cần thiết để giữ tốt cho mình và cho những người thân cho mình, hơn là tiếp tục tranh cãi. Cái vấn đề chính của xã hội Hoa Kỳ hiện nay rất là trầm trọng, đó là sự chia rẽ. Sự chia rẽ rất lớn. Chúng ta sẽ gặp một sự khủng hoảng về y tế. Do bệnh dịch, chúng ta sẽ gặp khủng hoảng về kinh tế. Và đằng sau đó chúng ta sẽ gặp khủng hoảng về chính trị. Cho dù mọi người có cố gắng để hàn gắn, để vá víu, nhưng mà không, sẽ không làm được gì hết. Nên bao giờ mà nhân loại đang đối diện với một đại dịch mà như đại dịch Corona, và chưa bao giờ đất nước Hoa Kỳ phải đối diện với một cái cơn khủng hoảng mà ở trong tình trạng thiếu chuẩn bị như hiện nay. Do vậy rất là mong chư Tôn Đức và quý Phật tử ở trong bất cứ điều kiện nào, hoàn cảnh nào, không nên ỷ lại và không nên nghe truyền thông một chiều. Chúng tôi có thấy một điều rằng người Việt chúng ta đó thường là hay ỷ lại, hay đinh ninh. Cái sống đinh ninh và cái quan điểm mà cố hữu về sự đinh ninh đó, nó là một sự trả giá cho bệnh dịch hiện nay. Người ta nói nếu các nước Tây Phương và Âu Châu, nước Mỹ và Âu Châu, Úc mà đã có những cái lệnh giới nghiêm, đã cô lập sớm hơn, cách đây nhiều tuần lễ, đã cho mọi người mang khẩu trang sớm hơn, đã hạn chế sự đi lại sớm hơn đó, thì bệnh dịch nó không có hoành hành đến ngày hôm nay. Nhưng mà quả thật là cái cách tính chúng ta rất là chủ quan. Chúng ta phải nhìn nhận như vậy, rất là chủ quan. Và chúng tôi có nhiều quen với nhiều chùa chiền, chư Tăng Ni, vài ba tuần lễ trước đã nói với tôi rằng ở nước Mỹ không thể nào thiếu thuốc, không thể nào thực phẩm. Và các vị đó cho đến giờ phút này thì bắt đầu gặp khó khăn, là bởi vì càng lúc càng thực sự càng khó hơn. Những cái nhu yếu phẩm căn bản và thuốc men căn bản nó đã khó rồi. Nếu quý vị có là một người có cái bệnh như là tiểu đường, bệnh tim hay là bệnh kinh niên nào mà cần đến thuốc thì nên cố gắng mua trữ thuốc càng sớm càng tốt. Có nhiều khi thưa quý vị, nó phải là cái chuyện không có thuốc nữa, và kể cả chuyện đi lại khó khăn, và ngay cả chúng ta có thể đi ra chưa chắc đã có thuốc, nó có trường hợp đó. Nên chúng tôi nghĩ rằng ở khắp nơi trên thế giới, chứ không phải là chỉ riêng ở tại Hoa Kỳ, nó có nhiều cái nó có nhiều cái yếu tố để tạo nên một những cái cơn bạo loạn. Con người chúng ta đó, thì quý vị nên hiểu một điều rằng cái sợ nhất là sự khủng hoảng về tinh thần. Và khi bệnh dịch xảy ra, người ta không có cách nào khác mà phải cách ly. Và trong sự cách ly mà chúng ta lọc được ở các nơi đó, thì người ta nói như vậy là ở Trung Quốc đó, người ta đã dùng cái bàn tay sắt để bắt mọi người phải cách ly. Nhưng các nước Tây Phương như Âu Châu, Hoa Kỳ đó, thì cách ly cái kiểu đó rất là khó. Ở bên Vũ Hán đó, nếu mà một người không tuân thủ mà đi ra đường một cách lôi thôi, công an có thể bắn được. Nhưng mà ở tại Ý không làm như vậy được. Dạ, ở tại Ý không làm vậy được. Và CDC là cái tổ chức mà của kiểm soát bệnh dịch của Hoa Kỳ, ngày hôm qua họ có một thông báo chính thức rằng một ở trong bốn người bị lây nhiễm corona, thì những người này hoàn toàn không có biểu hiện một triệu chứng gì là họ bị lây nhiễm hết. Và thậm chí khi mà cái thân thể của họ tự hóa giải siêu vi corona bằng cái kháng thể của họ, thì cũng họ cũng không biết. Có nghĩa là từ đầu chí cuối, từ lúc họ bị lây nhiễm cho lúc họ hết bệnh, không ai biết. Và họ cũng không biết. Tuy nhiên trong thời gian mà họ bị lây nhiễm đó, thì họ hoàn toàn có khả năng để truyền sang người khác. Dạ, mà quý vị một, CDC đó là một ở trong bốn người. Vì vậy, chúng ta nên bắt đầu thay đổi cái đời sống, hạn chế tối đa. Càng ít có, càng giữ khoảng cách càng tốt. Và đôi khi nên nói chuyện với những người trong gia đình, tạo cho mọi người một cái sự cảm thông, một sự hiểu chung. Chúng tôi nói chuyện với rất nhiều Phật tử từ sáng tới chiều, thì ai cũng, nghĩa là phần lớn ai cũng than là ở trong gia đình hai vợ chồng ba đứa con, người có ý này người có ý kia, ông chồng thì vẫn tiếp tục đi ra ngoài đi đánh tennis, đánh ping pong, và vợ ở nhà thì lo lắng và con cái thì vô tư. Chúng tôi hiểu rằng chuyện đó rất là khó khăn. Quý vị biết là trường hợp xảy ra mà mỗi một ngày chúng ta biết thêm nhiều cái mới, nhiều điều mà các nhà khoa học, những chuyên gia về y tế đó, họ cho chúng ta biết thêm. Chúng tôi có nói quý vị trước kia rằng cái mà chúng ta biết về COVID-19 nó ít hơn cái mà chúng ta không biết. Mỗi một ngày người ta biết thêm nhiều. Bây giờ, cho đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu rõ cái mức lây lan qua không khí như thế nào đối với việc siêu vi COVID-19 là bao nhiêu. Vấn đề quý vị biết là đang nghiên cứu rất là kỹ lưỡng.
Nhưng mà rồi mỗi một nơi có bản báo cáo mỗi khác. Dĩ nhiên là một điều sau cùng mà chúng tôi muốn nhắc về tại đây là trong hoàn cảnh nào, dù là bình an, dù là chúng ta vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng, hay là có trong cơn bão bão, thì chúng ta nhớ lời Phật dạy là gìn giữ cái nội tâm và được tốt. Chúng ta hãy nhớ về những cái phước hạnh mà mình đã làm, và chúng ta nên nuôi cái tâm từ bi cho người khác. Và đây không phải là lúc mà chúng ta đặt vấn đề theo phe này, theo phái kia, chống bên này, chống bên kia. Thí dụ hiện nay người ta tung rất nhiều về những điều là corona do Mỹ hay do Trung Quốc, chửi với Trung Quốc. Đó chỉ là một cái đánh lạc hướng thôi. Chúng tôi không tin rằng đó là một lần cần thiết trong lúc này. Đức Phật Ngài dạy rằng một khi mà chúng ta bị mũi tên, thế là nhổ mũi tên đó, chứ không phải đòi hỏi là biết là mũi tên đến từ đâu. Chúng ta đang tạo những sự tranh luận không cần thiết để thỏa mãn cái thị hiếu, thỏa mãn cái những cái quan điểm về chính trị của mình. Nó không có lợi ích gì hết, hoàn toàn vô ích. Và đó là một thái độ thiếu ý thức của chúng ta, thiếu ý thức trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng hỗ trợ giúp đỡ với nhau, có những thông tin chính xác về vấn đề y tế, về vấn đề gìn giữ sức khỏe, về vấn đề an toàn. Và mong rằng những ý thức đó có phần nào giúp cho chúng ta vượt qua cơn đại dịch này. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddhadharma ở đây. Kính chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tinh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp Sứ Ngôn Viên thầy hiểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá và kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, cho con cho phép con kéo cái bản thông tin của Lăng Dòng Nguyệt xuống con đọc, để có nhiều vị không có nghe được cái điều này, con thấy cũng rất là quan trọng, và con xin phá lệ bằng một lần ạ. Khi lấy thư từ hộp ra, không nên mang vào nhà liền, mà dùng kéo cắt một đầu của bì thư, rút ruột bên trong vào một thùng giấy, vứt bỏ phong bì bên ngoài vào thùng rác, xong vào nhà rửa tay, xong mới đọc thư. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và những vị nào ở nước ngoài thì cẩn thận trong lúc lấy thư, giống như Lăng Dân Nguyệt đã đưa lên. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả vì đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quan trọng phần phước duyên cầu
tín hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường kiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi đường do nhờ phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành hướng quả vị nhân sa phang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta a re na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang tu ma ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa ta re na so ti on tu ni ron ta rang ho tu Sa-pa-su-ma-ng-ga-lang-ga-khan-du-sa-pa-di-va-ta-sa-pa-sang-ga-lu-ti-on-du-di-on-ta-ra-ga-ng-ti-n-du-ta-lam-ge-ng-ge-lam-ya-i-ho-ng-ge-tu-va-yum-sang-ga-lu-ti-on-du-di-on-ta-ra-ga-ng-ti-n-du-ta-lam-ge-ng-ge-lam-ya-i-ho-ng-ge-tu-va-yum-sang-ga-lu-ti-on-du-di-on-ta-ra-ga-ng-ti-n-du-ta-lam-ge-ng-ge-lam-ya-i-ho-ng-ge-tu-va-yum-sang-ga-lu-ti-on-du-di-on-ta-ra-ga-ng-ti-n-du-ta-lam-ge-ng-ge-lam-ya-i-ho-ng-ge-tu-va-yum-sang-ga-lu-ti-on-du-di-on-